cuộc đời nhạc sĩ Lam Phương, con người của những bình dị, cô đơn và đậm chất tình. Cả một cuộc đời sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương đều gắn liền với những cuộc đời bình dị, nỗi cô đơn. Ông gieo niềm đam mê âm nhạc và nỗi lòng của mình vào các sáng tác một cách nhẹ nhàng, sâu lắng và đậm chất tình. Cuộc sống khốn khó giúp làm giàu cảm xúc. Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng. Ông sinh ra ở làng Vĩnh Thanh Vân, quận Châu Thành, tỉnh Rạch Giá, hiện nay là phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nội tổ của ông vốn là người Hoa, bỏ nước sang Việt Nam lập nghiệp trong đợt di dân ồ ạt của người Hoa chống đối với nhà Mãn Thanh. Đời ông nội của ông đã bắt đầu lai Việt Nam. Lam Phương là con đầu lòng, lớn lên với mẹ và 5 người em trong cảnh nghèo nàn sơ sát. Cha ông đã bỏ đi theo người đàn bà khác từ lúc ông còn rất nhỏ. Năm 10 tuổi, mẹ gửi ông lên Sài Gòn học, sống ở nhà người bác ruột. Ông bắt đầu tự mày mò học nhạc, rồi may mắn được nhạc sĩ Hoàng Lan và nhạc sĩ Lê Thương chỉ dẫn. Bút danh Lam Phương do ông lấy từ hai chữ trong tên thật của mình là chữ Lâm và Phùng, với ý nghĩa hướng về phương trời màu xanh hy vọng. Ca khúc đầu tay của ông là bài Chiều Thu Ấy, viết vào năm 15 tuổi. Ông vay tiền của bạn bè để mướn nhà in, in nhạc bướm, sau đó thuê xe chở nhạc đi bán lẻ khắp Sài Gòn. Thời gian đầu sáng tác, ông gặp rất nhiều khó khăn về tài chính khi thường xuyên phải vay tiền những người bạn của mình để tự phát hành các tác phẩm âm nhạc. Thành công với tác phẩm đầu tay, Lam Phương càng miệt mài sáng tác. 3 năm sau, Lam Phương tung ra hàng loạt ca khúc viết về quê hương, trong đó nổi tiếng nhất là khúc ca Ngày Mùa, được hầu hết các trường học ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chọn để dạy cho học trò ca múa. Năm 1958, Lam Phương nhập ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trở về dân sự một thời gian thì được lệnh tái ngũ, gia nhập đoàn văn nghệ Bảo An. Sau khi đoàn này giải tán, ông tham gia ban văn nghệ Hoa Tình Thương và sau cùng là biệt đoàn văn nghệ Trung ương cho đến ngày Sài Gòn thất thủ. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông và gia đình lên tàu Trường Xuân để tị nạn mà không kịp mang theo tài sản gì. Sau đó, ông được chuyển đến định cư tại Virginia, Hoa Kỳ, nhưng ông lại chuyển về Texas, rồi California. Để có tiền nuôi vợ con, Lam Phương phải làm đủ thứ nghề, từ lau sàn nhà, dọn dẹp cho hãng Sears, đến những việc nặng nhọc như thợ mài, thợ tiện. Sau khi cuộc sống nơi xứ người dần ổn định, cứ mỗi cuối tuần, ông cố gắng thu xếp thuê một quán ăn làm sân khấu ca nhạc kịch để bạn văn nghệ gặp nhau, để Thúy Hồng, vợ ông và ông có cơ hội sống lại với nhạc kịch. Sau khi ly hôn với Thúy Hồng, ông dời sang Paris. Sang đây, ông làm công cho một tiệm tạp hóa, quét dọn, đóng gói, khuân vác. Cho đến một ngày, ông gặp được một tình yêu mới và ông đã kết hôn với người phụ nữ tên Hường. Thế nhưng người này rồi cũng bỏ ông theo người khác. Năm 1995, Lam Phương trở về Mỹ và kết hôn với một người phụ nữ khác. Đầu năm 99, ông bị tai biến mạch máu não và liệt nửa người. Thời gian này, ông gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cũng nhận được vô vàn tình cảm. Từ chuyện người em gái bỏ cả cửa hàng ăn bên Pháp, bay sang Mỹ để chăm sóc cho anh, đến chuyện một người yêu nhạc từ bên Úc mua cho ông một căn nhà và ngày nào cũng gọi điện để bắt ông phải nói chuyện. Bà còn đến tận nơi vứt chiếc xe lăn ra xa để bắt ông tự đi. Những tình cảm đó giúp nhạc sĩ Lam Phương dần bình phục dù không thể được như xưa. Lần xuất hiện vào tháng 8 năm 2016, ông cùng đoàn nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga sang Singapore thực hiện chương trình Tình ca Lam Phương. Sự nghiệp của cố nhạc sĩ Lam Phương. Lĩnh vực tân nhạc. Lam Phương là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của tân nhạc miền Nam Việt Nam với gần 170 tác phẩm đã phổ biến kể từ năm 1952 cho đến nay. Năm 15 tuổi, ông sáng tác bản Chiều Thu Ấy, nhưng mãi đến năm 1954, ông mới nổi danh với hai bài Kiếp Nghèo và Chuyến Đò Vĩ Tuyến. Nhạc của Lam Phương trong thập niên 1950 chủ yếu là cảm xúc về cuộc di cư năm 1954, bao gồm những bài như Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Nhạc Rừng Khuya, Đoàn Người Lữ Thứ, Nắng Đẹp Miền Nam. Nói về quân đội Việt Nam Cộng Hòa như
Bức Tâm Thư, Tình Anh Lính Chiến, Chiều Hành Quân. Đến thập niên 1960, Lam Phương viết rất nhiều bản nhạc nổi tiếng và đem lại cho ông những khoản lợi rất lớn về tài chính. Thời điểm đó, lương của một vị đại tá quân đội cả phụ cấp vào khoảng 50.000 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa. Lương một vị giám đốc cũng vào tầm đó. Còn nhạc sĩ Lam Phương, trong một lần lên Đà Lạt biểu diễn văn nghệ, ngồi trên khu nội trú nhìn xuống thung lũng, ông viết bài Thành Phố Buồn và bán nó với giá 12 triệu đồng. Ngoài ra còn rất nhiều bản khác như Tình Bơ Vơ, Duyên Kiếp, khiến cho ông có một tài sản rất lớn. Song song với việc sáng tác và biểu diễn với các ban nhạc quân đội, Lam Phương còn cộng tác với Trung tâm Quốc gia Điện ảnh, xuất hiện trong hai bộ phim mang chủ đề vận động cải tiến xã hội là Chân Trời Mới, Niềm Tin Mới. Sau thời gian đau khổ với những chuyện tình của mình, nhạc sĩ Lam Phương đã lập gia đình. Thời gian đó, ông viết nhiều tác phẩm vui tươi, điển hình nhất là tác phẩm Ngày Hạnh Phúc. Bài hát được chọn làm nhạc hiệu chương trình gia binh của Đài Phát thanh Quân đội và được người dân dùng rất nhiều trong các đám cưới. Bài hát nổi tiếng với câu hát: "Đêm về nghe con khóc vui triền miên." Tiếng con khóc ở đây là con gái đầu lòng của nhạc sĩ, cô Ánh Hằng. Khi ở Việt Nam, nhạc sĩ Lam Phương có một tài sản rất lớn trong nhà băng. Tuy nhiên, vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng như rất nhiều người khác, ông và gia đình lên tàu Trường Xuân để tị nạn mà không kịp mang theo bất kỳ tài sản gì, ra đi với hai bàn tay trắng. Khi ở trên bông tàu, ông viết bài Con Tàu Định Mệnh với câu hát: "Khi đi thấy đường đã xa, bây giờ đường về xứ còn xa hơn ngàn lần." Khi đến đất Mỹ, ông viết tiếp bản Mất với câu hát da diết: "Sau phong ba trời thêm đen tối, lìa quê hương khi mới đổi đời." Nhạc sĩ Lam Phương sau khi đến Mỹ, trong hoàn cảnh khó khăn khi phải kiếm tiền bằng những công việc chân tay nặng nhọc, thì không may hạnh phúc gia đình tan vỡ. Ông vô cùng đau xót và viết hàng loạt ca khúc mà tiêu đề chỉ có một chữ như Điên, Mất, Tiếc. Trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là bài Lầm và bài Say. Một lần nữa, ông lại trắng tay rời sang Paris. Mà như ông nói rằng, người ta đi tị nạn chính trị, còn tôi tị nạn ái tình. Ở đây, ông đã gặp được người phụ nữ tên Hường và viết hàng loạt ca khúc vô cùng tươi vui như Bé Yêu, Bài Tango Cho Em. Điển hình là bài Mùa Thu Yêu Đương với câu hát: "Đường vào Paris có lắm nụ hồng." Hồng ở đây là xuất phát từ người phụ nữ tên Hường. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng không đi đến đâu. Sau cùng, ông viết Tình Vẫn Chưa Yên. Cũng trong thời gian này, ông bắt đầu cộng tác và giúp đỡ Trung tâm Thúy Nga cho đến về sau này. Lĩnh vực kịch nói. Ngoài phần phụ trách nhạc cho ban kịch Dân Nam, Lam Phương còn viết nhạc nền cho ban kịch Kim Cương và ban kịch Thẩm Thúy Hằng. Năm 1959, Lam Phương và Túy Hồng kết hôn. Năm 1968, với sự động viên của chồng, Túy Hồng đứng ra thành lập riêng một đoàn kịch Sống Túy Hồng. Chính đoàn kịch này đã đưa tên tuổi của Lam Phương và Túy Hồng lên tột đỉnh vinh quang. Tất cả những vở kịch của ban kịch Sống Túy Hồng do Túy Hồng đóng chính đều ghép nhạc của Lam Phương vào phần ngoại cảnh, làm cho vở kịch sống động hơn, truyền cảm hơn, thu hút người xem nhiều hơn. Ngược lại, mỗi nhạc phẩm của Lam Phương vừa ra đời đều được giới thiệu trong một vở kịch của Túy Hồng. Thời ấy, cứ mỗi buổi tối thứ năm hàng tuần, đài truyền hình Sài Gòn có tiết mục thoại kịch và những vở kịch của ban kịch Sống Túy Hồng bao giờ cũng thu hút rất nhiều người xem. Cuộc đời vẫn chưa hết yêu âm nhạc. Vào sáng ngày 23 tháng 12 năm 2020, theo giờ Việt Nam, nhạc sĩ Lam Phương đã qua đời tại Mỹ sau thời gian tích cực điều trị bệnh tim và tai biến mạch máu não, khiến người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và thương xót. Nhạc sĩ Lam Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18 giờ 7 phút ngày 22 tháng 12 giờ Mỹ tại thành phố Fountain Valley, California. Ông hưởng thọ 83 tuổi. Với nhiều người trong giới nghệ thuật, đó là sự mất mát to lớn vì họ đã mất đi một cây đại thụ với các sáng tác gắn liền với tuổi thơ của không ít người. Cuộc đời Lam Phương như những nốt nhạc thăng trầm có đủ. Ông ra đi, nhưng tài sản để lại cho công chúng yêu nhạc vô cùng quý giá. Và có thể nói, nhạc Lam Phương đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả Việt, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa.